Rồi chào anh em nha, mùng 4 Tết mình bán 7 cây gác chân giữa quay thái 110 2 tầng, hàng zin tháo xe, bán 7 cây này. 3 cây này thì nó còn full ốc đầy đủ, còn 3 cây này là người ta đã tháo ốc ra hết rồi nha anh em. Đó cũng như là 3 cây đủ, 4 cây đủ. Mình bán bộ 7 cây. Giá 1 triệu mốt nha anh em, 1 triệu mốt thôi. Bình thường mình bán một cây này rẻ nhất cũng phải 350 cây, thì ba cây này đó cũng 1 triệu mốt rồi, mà anh em được 4 cây này nữa đó, mình bán 7 cây 1 triệu mốt. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Thì nói chung mấy cái này là nó chỉ thiếu ốc thôi, anh em về dọn lại vô ốc rồi xài thôi nha. Đúng chắc chân quay thái 110 đó, 7 cây 1 triệu mốt nha anh em. Anh em nào chốt và chuyển khoản mùng 6 mình gửi hàng nha anh em. Bán 7 cây cái chân quay thái 110, hàng zin tháo xe thái về 1 triệu mốt nha anh em. 3 cây này là đủ số hụi rồi nè. 3 cây này là bán bình thường một cây phải 350 hơn, 350 400 cho cái cây gác chân 2 tầng quay thái 110 đó, mà ở đây còn dư thêm 4 cây nữa. Thì đó, mình bán 7 cây gác chân quay thái 110 này chỉ có giá là 1 triệu mốt thôi. Anh em nào nhanh tay còn, chậm tay hết nha.